mua tỏi xin năm như bữa trước kỳ hết túp quả mua tỏi vừa yếm na đài phát thanh truyền hình lớn xe như quẩn chào phụ có nhiều mình là mua tỏi y hoa mua tỏi vừa căn chỉ như vừa mình tham mảng có siêu phụ lê xuất xây yếm vừa nằm đét xìa ba hà quyền y hít nền châu tu hợp tác xã liều châu cùi phì như quẩn trao hít mua tỏi vừa căn chỉ như vừa mình mảng khán như vừa châu hưng hải ổn vừa yếm nằm đét xìa vé tóng tàu chỉ à tôi mình tài mấy biển lệ phun to biển hoa như buồn sĩ với này có chiêu phụ lệ về xã hồ chun phong liên xía bút sinh quyền lo to mái điều liệt xuất hợp tác xã tăng y trên lệnh chụp đội nhắn có như chị sống dạy con bé to thảo siêu lệ phun của nhiều pho anh bé tàu tu tham công cho phun mua tỏi vui nhâm của nhiều lắng mua tỏi trên năm hai trăm vừa mua tỏi vừa mòn con dần chiều phủ lấy có nhà ít vừa căn chiều phủ lấy có con vào cho có à như tỏi trình tu có căn như vừa lẻn con này lấy trình cho có à như ỏi nải cho phun phát liền mua tỏi với như tu tăng hải tài có trà nhu hâm hiểu liệp xuất nay căn chặt dây như buồn vừa hiểu hợp tác xã này vậy có nhu hâm nó hải nó có sở thuốc là tiểu giờ với nãy phải cho xây tài với lấy em nằm để tập buông mấy vừa nó nằm để tập buông đấy đấy là cuối pì hả chọn tới cuối pì miền bản chọn tới cuối pì chám mấy dẫn cái mài tòng tò mì mài tu chà chìn hang giờ là miền dâm lại bôi nhê giờ nom mà sáng như miền giờ xây tài hám cho tài ở nĩ hi ở lộng chà chìn hang ở pun là bôi nhê đâu quỳ phì chúa tư nhựa cua mềm mại tư chặt chìn hang mấy bữa chủ à nhẹ hám tư chất tài chủ cháu nó mà liệp tún nó mà hiệp cho hợp tác xã nông lâm nghiệp chiến thắng này để tính phải lên miền màn mãi nuôi nhẹ quỳ phì tài liệu bữa thì tài nhẹ bảo kỳ nhẹ đốt quảng mề bữa cháu can các như hà nội có chia nhung sản phẩm bữa tài liệu sĩ tài mãi phun nó tút chặt chìn hàng giúp tôi bua miền màn như nị chọn tút chìn nhàn hàng tới như hít bữa biển thốt biển cháu bữa có bữa bằng hai tiểu khâu nhỉ tăng bữa cháu căn hiểu chắn có hiểu bữa pháp lý như bữa cho liệp xuất bữa lò tòn cháu là hai bữa khâu nhỉ mà nhung này con phun phát liền một tội chỗ hồ châu tiêu quầy phi lo bé hát lù hoi bùi nhà ông mê cú choáng thức xuất quầy phi tài bùi nhà tiền mã châu thức xuất tiêu quầy phi tài nó mới chỉ là cói tài liên nó vừa phui gai nó mới trở lại mãi hăng bên ni hiên bé nhà bùa mình chia nòm tập vùng chia nòm nước rồi bùi nhà mình vừa ở lủng bùi nay quầy phi nó vừa chủ bùa chủ châu bùi ni khai lệ nhúng tiền còn bên hi chỉ vừa cháu nay bé ai chụp bào này đốt quảng mì ai chụp lễ phái tài liệu phui bên này dùn chun mình yêu bữa ai cát nó vừa lộn nó hại nó vừa hiểu bữa chụp cháu nó hại trả tiền này hàng tu dịp quần trả cho tài nè hiểu tôi bé tăng phi đảng vừa cái mai tàu vừa yêu miền bé cái mai tàu khoai xuất các xã cái mai tàu cháu chia có bé tao lan nhân hôm nay ba hà nguyện dấu nó tiêu sỉ bé nãy hiếp bé cho muộn quang miền đô hải bé anh hộ có như bé nghệ hộ nó sẽ hộ chứ vừa cháu nay sẽ là miền quang miền trở lên trở là ủng hộ nha bé cháu nay vừa là giờ là miền hám xuất tài để mà trốn thì chào sỉ tạo này bé thì bay lên là xiang hải mai miền xiên cái mai tàu mai tàu tàu kiến kiểu nàng mai miền xiên bua cho hồ cháu cháu thao cái hiến bua kinh cháu tức bên nhãn bên hố mà mùa tỏi thì nì xinh xiên bua thì thì mai miền rất mai miền chám tại kiểu tả bước cháu giờ ở nào cháu có ý hiến mai dâm nay có như buổi hợp tác xã này vậy lồng tiêu cái phì đáng này cháu xuất tụ bữa chia nhũng hua điều mại giờ tiêu cái phì đáng này giờ to doan tài giờ cháu tu khoảng tàu nghỉ chập nghỉ chập nhung nghỉ chập nhung chậm ngọ nghỉ chập nhung
nghĩ cho nhung này ô bé bua yêu miền hồ mai bùa chỉ có cái dây này ha, ý rồi là hàng thuốc lá, hàng điếu, rồi là hàng đâu ấy, ông sáo, ông điếu, hàng trà vỏ, hàng chạt vương, hàng cận quế, hàng trẻ, AB dầu, rồi là vân vân, thì là rất là thám. À, bê ơi, hai năm khé, hai tàu khé nhỉ lủng nhùng nhe hùa hổ bữa cháu nhùng hùa pun ha. À, bây giờ mải này mải pun xuất chia năm chia nó cuốc miền. Ồ, cái mải vừa chia nó cuốc kia. Giờ mải pun là Mỹ này, Hàn Quốc, hay là đâu Singapore, Ấn Độ, Bangladesh, hay là Đài Loan, hay là nghe các nước Tây Âu. Như vậy trở là châu tráng liệu bê cho tài chẳng chứ đâu có hòm nó nếu vừa chát bên thì chết mì nếu vừa bùng bỉa đâu ấy tôm chìa dáng mì vừa xì tài chui chết là na bê nếu hả nó hiểu sẽ chẳng căn chẳng hiểu phải hiểu sơ chế hả sơ chế hả sơ chế thành sản phẩm chẳng rồi có mấy con bê liệu quyết phi nòm cực kỳ đốm, cực kỳ đắng, số lượng dành nên vướng quảng gì tới nhiều à? Quảng gì tới nhiều à? Quần áo quần pì hú, quần pì pai, đâu quần này quần pì mẹ, này ai chơi quần pì nới, pì nòm, lông dành à? Chỉ mài nòm đắng, đắng bây giờ mài tới già dìn, bé chỉ có nó còn bướm vết. Có những quần pì đốm, họ tụ bao chia cái nhiệt bia, liều bếp quy gai mài xuất. Quốc Mỹ, Ấn Độ, bên phụ nhìn hàng có như hợp tác xã, mải tú, hiệt sinh nhì bét tấn có nhùng của phì. Mà siêu lại tú, bét chật phầy tỷ nhàn, tẩu công chỗ phun tú, pha chập làm miền ta vào. Tôi có ý ở nãy hôm nay, nay bé dịu hùng mình, chứ kinh họp lệ, mà siêu lại phun tú chăm miền hàng nọ bé. Có con phun ba liền mua tỏi hưu bé có mà chỗ hôm nay bé tổ tụ công chỗ phun trăm miền mua tỏi hôm nay nít nát phát như vẫn cho bé con phun ba liền mua tỏi hưu giờ nay hợp tác xã của nhau nha bên hi giờ là lộng tức tầm khoảng chết bết trở lại miền châu công châu công giam giờ nay hồi lo nó vừa buồm buồn nó vừa gò bò nuôi nó vừa nhè béo chàng hổ nó vừa có đom tràn nó buồn cổ hóa phải chuối mì tổ sâu chàng nên nó vừa sâu chàng đom cung nó đại tại châu châu nhè liệu tàng hoàng nó vừa ta là an nó vừa duẩn nó vừa châu lai hàng buồn nó vừa béo mùa hướng tỏ nhàn liệu ta nó vừa giờ tím y tím nữa ta thì vừa châu thằng hoàng pia tím nó duẩn giả tú bé châu tú bị chia, bé bua pun bị chia, pun theo pun can nó đau quá dạng công nhà, hang quỳ phì dồ bé mải tú hang hải nó quỳ phì đúp lùng quá thòng bé tú bị chia cho có mấy nặng lùng quá, tại nhất tại nhì tại farm là hỏng quá bé mải tú hang hải nó có pun con hi vừa châu quỳ phì dồ nói chốt tao hỏi mải tú chết bé xin gì chan chết bé xin gì chan bé bữa cháu tôi chân nào với ông sáo này hồi nó bào bào cái nhiều với diệm đốt quảng mì để bữa lễ phải ta bữa phui quần chun mì ha ni yun ni yun chun mì ha này à này này ni yun chun ha này chứ bữa chờ mãi tới giờ thằng giật nó nếu sẽ đây hiểu ông sáo rồi nay đó bé nó hồi bữa mãi tới giờ giờ bé thầy bé lên tới giờ chan còn bữa ha có bữa cắt chiệp buôn ha chiệp buôn hồ vừa mải tứ tầm vừa bẻ nhẹ ỉ chan mẹ hả con xét này hồ lo vừa lễ phái nó vừa phì vừa lễ phái nó vừa mải tứ nghĩ về mải tứ lụa chiệp xin ỉ chan năm 2020 về mải tứ ỉ xin nhỉ bé tân bé tổng yến nom hợp tác xã siêu chìn duẩn cả con cả túi hồi lo tú à pết chè phây tỷ hợp tác xã nhịp quần hú mình bé siêu tức bình phiêu hằng phong phun bẹp phim phua
cho nhận cho hốp tay yết bé để chọn của bị chăm hay yếm ba hà phu sinh phu on yếm sam thảo khỏi anh ta phun khỏi trang chớn liều hợp tác xã quân hỏi quân mì pháo cho coi ở nải cái bé hang na bé kinh bé dự huống mình để kinh bé họp lấy á chọn tu nhàn chọn tu chín mãi tu cho quân quân như quân quý phi mãi tu trả cho tàu tu cùng trăm quân miền mẹ chuẩn lò hoa tài cho có mẹ ơi anh ta phun cho thêm mang hải nó con quân phá liệt đi dù bùa nhà hợp tác xã của nhu anh ấy lào tài chỉ còn là gàng hẹn ta phạm hẹn ha dù bùa sẽ ở cháu bu như bu như hợp tác xã nó hại nì hô e hô tây để bua như bê lên quỳ phì nãy bua cháu xuất tài bua khẳng trực tiếp bua chui xuất bua như chứ mải dạ chia xuất cái nghiệp của hai nhụng họ của ha ấy bua phụ thuộc bịa nó bua như bẻ nó công ty à bua sẽ cố gắng thảo hai y xin nghỉ tiệm hàng yêu sẽ cố gắng cháu nó cháu để yêu mãi yêu với nhé hàng tu trẻ nhất mà tu mình thảo nó vừa chú ý thảo nó vừa bẻ quá như miền bàn lộn với nhé quá bé vừa cháu bên này lộn nhất với sếp vừa nên là bé hít có mảng tài bé hít hôm nay tiệp buông như bẩn nậm đét cho nậm đét sẽ lệnh con ba hà quyền chọn con bé quý phi bé mai có quân chỗ có mày mãi tài mãi này nè hết là mua nhà quý phi nãy cáo bữa cháu bé ba thảo à bia bia hàng kia mấy bữa cái phì sẽ cào sám, nếu cào sám nó lo với bữa chủ mà cá mài nó nhè sưởng bữa cho nó sưởng hô tây, còn hai con hi dân làm sưởng ở chợ là nhè mà chết bé ở chè xỉa chín mét nữa vương ha, mẹ cào tu bữa nhè tống cào tu phui, lùng họ ngồi xe bữa phui nó hại chết tu nhè, con lùng tụi chúng ta hổ lo bữa bữa tồn chỉnh về hàng xá mà phun kìa. Giờ bữa mình khảo sát ngỏ lo giờ bữa u mảnh à chia Lai Châu vùng hay Châu Điện Biên hay Châu Hà Giang em mà nghe đảo thấu rất là quen. Giờ tu Hà Nội hay giờ ở định là tháo nái lỗ tài giờ ở định là nghe pun tới bữa nghe đảng giang luôn đảng giang vừa nếu vừa choáng xây mảng nhựa choáng xây mảng cá no về chủ à yếm bữa nó vừa tới chia pung nghe tóng kiểu vừa miền màn á vừa yêu miền như bữa là cũng chụp bữa là nó vừa rất là khâu nhà mà nhung bền tu tin nhạt vừa mì mảng vừa bữa lại vừa chụp bữa rất là khó liền ý chẳng nó bữa Lào Cai bữa như mày chia năm xá này bữa cháu tu bên nhãn bên hố mà bé chứ bữa ở định mì nghe tiền là bữa như tập bung mì bữa bún ở miền bản chỉ cháu tỏ trình tu có căn nhà ở chỗ này lệ trình ủa tỏ trình tu có nữa nó tư mua tỏ trên hâm hai trang vừa mua tỏ vừa muộn chỗ có con vừa ý về bữa như bữa cái này thì đảng vẽ mãi cái nặng tụ trả hít vừa càng chẳng sợ tại con hiểu sơ chế với hít vừa quý vị mãi tụ có tụ thì trả mùa tỏi à như vừa như vừa lệ trình thì hoa bẹ thảo na bên liều ạ hiện quang mùa tỏi vừa càng có lệ trình càng gắng ổ xin hăng tỏi tròn mùa tỏi.